Mời quý vị và bà con đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và bà con, Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn vừa đưa ra khuyên cáo các địa phương, cơ sở chăn nuôi, một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, trang trại chăn nuôi cơ sở chăn nuôi lợn phải lập sổ, ghi chép theo dõi và lưu trữ các thông tin trong quá trình chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi thực hiện các biện pháp vệ sinh sát trùng tiêu độc phòng bệnh tại lối ra vào chuồng trại phải bố trí hố khử trùng thay bảo hộ lao động cho người ra vào khu vực chăn nuôi nên có ô chuồng nuôi cách ly đối với con giống lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng khỏe mạnh bộ nông nghiệp phát triển nông thôn khuyên cáo các hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn nguồn nước phải an toàn và nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa sức đề kháng cho lợn Hiện nay nuôi thỏ đang là hướng phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Đây là con vật dễ nuôi, giúp tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp, kỹ thuật chăm sóc tương đối đơn giản. Khi chọn thỏ giống, bà con nên chọn những con thỏ linh hoạt, mũi khô, mắt sáng, lông bóng mượt. Chuồng hoặc lồng nuôi thỏ làm bằng tre, sắt phải đảm bảo chắc chắn để thỏ không gặm nhấm được. Lồng nuôi nên đặt trong nhà có mái che tránh mưa gió và các loài vào cắn thỏ như chuột, rắn. Thức ăn thường là lá cây củ quả có sẵn trong gia đình. Bà con nên cho ăn đa dạng đảm bảo thức ăn sạch, ráo nước, tránh tình trạng thức ăn đã ẩm mốc lên men. Cơn bão số 3 vừa qua gây mưa lớn đã làm cho một số diện tích lúa hoa màu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bị ngập cục bộ. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, bà con cần tăng cường các biện pháp. Trước tiên, bà con cần khơi thông cống rãnh để vườn cây thoát nước nhanh, tiến hành sới nhẹ nhằm phá váng ở lớp đất mặt giúp đất thông thoáng, cắt tỉa các cành vô hiệu, trôi vượt để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng, tránh lay động gốc ảnh hưởng đến rễ khi bị ngập, bón phân cân đối đặc biệt là kali, hạn chế đi lại trong vườn làm cho đất bị dính chặt ảnh hưởng đến bộ rễ cây và khả năng phục hồi của cây sau khi nước rút. Phun các loại phân bón lá có hàm lượng đạm và lân cao giúp cây có đủ dưỡng chất để sinh trưởng phát triển, phục hồi bộ rễ, ra nhiều rễ mới để hút dinh dưỡng từ đất. Thời điểm này, một số diện tích lúa mùa đang xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại để lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao và hạn chế rủi ro do sâu cuốn lá nhỏ gây hại. Một thông tin cùng nhà nông tuần này chúng tôi xin hướng dẫn bà con nông dân cách nhận biết và phòng trừ. Theo thông báo của Tri Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, sâu cua lá nhỏ lớn năm trưởng thành đã đang vụ hóa rộ và đẻ trứng. Một độ bướm phổ biến từ 0,5 đến 2 con 1 mét vuông, nơi cao 3 đến 5 con 1 mét vuông, một độ trứng phổ biến từ 10 đến 20 quả 1 mét vuông, nơi cao 30 đến 50 quả 1 mét vuông, cá biệt có ruộng 70 đến 100 quả 1 mét vuông. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019 và gây hại trên các trà lúa ở thời kỳ đứng cái làm đồng, đặc biệt những ruộng kế sớm, ruộng xanh tốt. Không có nó nhỏ, nó ảnh hưởng lá đồng, nó nói chung là cái phát triển nó kém. Nghe đài thông báo là mình phải đi đánh thôi. Sâu cuốn lá nhỏ có khả năng gây thiệt hại ở mức cao, gây hại trên diện rộng và rất khó phòng trừ, thường phát sinh nặng vào thời điểm thời tiết có khí hậu mát mẻ, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ nhau và gây hại vào giai đoạn cây lúa đẻ nhánh cho đến khi lúa ngậm sữa. Khi cây lúa ở giai đoạn mà làm đòng thì đây là cái thời điểm mà có cái thường có cái đối tượng sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại. Thì bà con ra ngoài ruộng thăm kiểm tra và thấy bướm sâu cuốn lá thì lúc bây giờ khoảng 5 7 ngày sau ấy, thì là sẽ có sâu non nở trên đồng ruộng. Bà con ra phòng trừ sử dụng các cái loại thuốc mà nó đặc trị để hiệu quả phòng trừ nó tối ưu hơn. À, như thuốc Master năm à, 050 EC là một cái loại thuốc trừ sâu cuốn lá đặc trị và cho hiệu quả với cái tác dụng mà nó tác động tới cái hệ thần kinh của sâu và tác động tới chống cái cơ chế chống lột xác của con sâu thì như vậy nó sẽ giúp cho cái việc mà phòng trừ diệt sâu một cách nhanh chóng cũng như là triệt để thì bà con lưu ý là còn pha phun theo đúng cái nồng độ và hướng dẫn đối với từng cái loại thuốc một để cái phòng trừ sâu cuốn lá một cách nó hiệu quả. Sự phát dục của sâu cua lá nhỏ phụ thuộc vào sự sinh trưởng phát triển của từng trà lúa. Những ruộng lúa cấy trước nhanh tốt, ruộng lúa thừa đạm, lá xanh đen, những ruộng gần khu dân cư, gần quốc lộ, khi trời tối sẽ có nhiều ánh sáng nên mật độ bướm sẽ cao hơn, trứng sâu cũng nở sớm hơn. Lưu ý bà con, thời điểm phun thuốc cần nghe thông báo của cơ quan bảo vệ thực vật ở địa phương chỉ phun trừ sâu cua lá nhỏ trên những diện tích có mật độ sâu non đến ngưỡng phòng trừ chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình hương yên xin được dừng tại đây cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi